Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đến chỗ khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc. Đến người ta mới mở cửa thôi, mà không có gì đó. Đó phía bên, em quay vòng cho các bạn xem. Ở phía bên ngoài đường nó hơi ồn nha các bạn. Cái này là trên đường lộ xe, nó hơi ồn. Đó. Ở trên con lương thì nó có làm hai con rồng ở trên con lương. Đây là đối diện với nhà tù. Đây con đường đây mình đi dài tới, thì bên đây cái cửa phụ vô là để cho xe lớn nó vô ra vô, bên đó xe ô tô xe hơi là chạy bên cái cửa phía bên tay trái mình nhìn vào. Còn đây bắt đầu mình đi vào cái cổng, đi vào cái cổng phụ. Cửa mở mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều nghe mọi người. Quan thì mình đi thẳng lại cái tưởng niệm đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ để mình thắp cái hương. Nhưng mình thì không có biết cái cách thắp hương như thế nào, như đi theo đoàn thì có hướng dẫn nó chỉ cho mình thắp hương với mình cầu nguyện cho những cái gì anh hùng đã khuất để khắc chữ trại giam Phú Quốc. Bên này là khu B2 nè. Đó. Hai bên này trồng hoa cảnh nó đẹp lắm, màu trắng thơm lắm, thơm luôn. Khi mà có cái biến động sự cố gì đó là người ta báo động nha các bạn. Thì đây là cổng chính, bắt đầu mình vào cổng chính của cái trại giam nha các bạn. Là mình qua hai lớp cửa cổng, nhưng mà cái lớp rào thì nhiều lắm nha các bạn. Lớp rào để mình đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, gần 20 cái lớp rào các bạn.
khó trung hòa lắm. Các bạn thấy không? Nó nhốt gì nè. Ngồi không được thẳng nha các bạn đây. Anh bên đây ngồi không được thẳng. Chỉ thường khi là nằm thôi, đó, nó nhỏ xíu vậy thôi. Rồi nhốt mà ăn uống đồ nó thiếu thốn suy dinh dưỡng các bạn ốm gì đó, lòi ra sườn. Nó chỉ ngồi cũng phải khòm xuống luôn, đéo đụng cái đầu. Chỉ kẽm nó nằm ở trên. Có những người ta lại ta cúng giái ở đây, những cái anh này người ta cầm cái thuốc, ta mời mấy anh hút rồi này, mấy anh bộ đội của mình hồi trước các bạn. Mà tại vì vô trong này nóng nực lắm, chứ nó bắt hơi nắng, nó bắt lột đồ ra ở trần vậy đó, chỉ còn được có cái quần cục thôi đó. Còn anh này bị đánh nè, bị thương tay, bị quấn tay quấn chân, anh kia tay chân bầm dập đúng không ạ, cái gì dựng lại thôi. Mấy cái này là mới hết đó. Bắt đầu thì nó đánh để nó chạm vô thì nó đi lần 2-3 thôi đó. Cái thằng kia thì nó cầm cây này, cây đó, cây nó chặt đó các bạn. Một thằng kia cầm cái cây đó, nó nằm theo nó mệt, nó quýnh nổi rồi chết.
phải cả vài cái thôi thì chắc nó cũng giống nhau. Bên đây thì bên đây chắc cũng giống nhau như bên kia. Bên đây thì không có lính, bên đây là để cho những cái anh này tổ chức văn nghệ đờn ca. Hồi nãy thì cái cảnh hồi nãy bạo lực hơn. Giờ này cũng có mấy cái đoàn khách người ta vô người ta tham quan. Bên đây thì mấy anh này tổ chức đờn ca. Học cái viết chữ không chỉ bằng Phật mã gì chứ sao đọc nổi cái chữ này. Đó, anh đọc con ca lên. Rồi anh kia anh cầm cái đờn kéo. Mấy cái đờn này, còn cái đờn này mới là đờn của Việt Nam nè các bạn. Đờn độc độc nhất vô nhị nè. Độc quyền á, người ta kêu độc quyền cầm á, có một sợi dây màu. Đó, đây cái sợi dây đây nó có một sợi dây màu đứt này, tay làm. Đàn này đàn cổ nè, cái này là người ta lấy bằng cái đàn thật luôn á, để người ta để vô người ta ghép vô. Đó mình đi được hai buồng rồi. Còn qua mấy bên này thì mấy anh này cũng không có lính vào. Đây thì ngồi để bàn tán, để tâm sự với nhau những chuyện này chuyện kia. Đó. Mặc thì những cái áo lì lông, áo thun tưa tải vậy nè các bạn. Thường khi thì mặc quần cục, tại ở trong này nó nóng nực. Nóng nực lắm, mồ hôi nó ra suốt, cũng không có lính luôn. Hồi nãy tại mình quay ngay cái phòng đầu thì người ta có mấy cái lính, tại vì phòng đó là cái phòng quậy, quýnh mấy thằng lính nó xỉu không. Bởi vì nó báo động nó chạy vô mà không kịp mặc áo. Đó, phòng bên đây thì cũng đứng lên rồi, cũng như là giống như mở mấy cái cuộc họp nè, mới đứng la lên nè. Đứng giơ tay la lên. Giống như là mình kêu là biểu tình ở trong. Cũng dạng kỹ
gặp cái đường hầm chưa? Đường hầm nó nằm ở đâu rồi? Ừ, đúng rồi, cái đường hầm. Trên cái đường hầm á, mấy ảnh lấy cái những cái miếng chiếu đồ đó, cái mà ảnh chảy bít cái nắp hầm lại, mấy ảnh ngụy trang để vô lính vô nó không biết, rồi cứ mỗi một ban đêm á thì mấy ảnh móc dần từ cục đất nhỏ vậy đó. Nói chung là mình không biết số lượng bao nhiêu, nhưng mà mình nói là móc từ cục đất nhỏ đi, lấy cái muỗng gì nóc của tụi Mỹ đó, nó chắc lắm, múc từ từ cái mấy ảnh lấy cái đất đó mới bỏ vô cái thùng phân mà để vận chuyển ra ngoài đó. Hồi nãy mình mấy cái mấy thùng phân ở chỗ cái ảnh, mỗi lần đi cầu thì mấy ảnh hút đất đây, móc ra nhỏ như vậy đây các bạn, đây những cái cục nhỏ đây. Cục này thì nó cũng làm bằng xi măng thôi, người ta làm tượng trưng cho mình thấy vậy đó, nhưng nó nhỏ gì móc lần nhỏ thì mấy anh bỏ lần túm vậy đó. Cái mấy anh đi cầu thì mấy anh bỏ vô cái thùng phân nha các bạn. Thì thường khi cái chỗ phân nó dơ giấy hôi túi đó, giống như lính hồi nãy nó bịt cái mặt lại đó, nó bịt cái lỗ mũi lại đó, nó thúi á, người ta không có kiểm tra kỹ lắm, thì bỏ đất vô đó thì thôi, đất nó vô nó nằm nó chìm dưới rồi, dần cái đường nhỏ gì thôi nha các bạn, chiều ngang 2, 4, 6, chắc cỡ 6 tấc trở lại thôi, cái này người ta làm hơi rộng hơn chút xíu để cho mình dễ thấy đó, đó, thì mấy anh bò đi, cái này chưa phải là bò gan nha các bạn, cái này thấy đào vô cái đường dài vậy nè, cái mấy lết vô từ từ đây, anh này cũng lết vô rồi chuyển đất ra mà dài, mỗi lần chuyển một có mấy cái cục đất nhỏ thôi, chuyển ngược lên tới cái cửa hầm nữa là cũng cả một vấn đề lắm nha quan nè. Đây nó hẹp luôn đây, đúng rồi anh cầm đúng rồi, cái bay mini đồng hồ, nói chung là cái bay chắc cũng lụm lặt được ở trong này, chỉ còn cầm cái bay nó dễ biết lắm, mà thường khi mấy anh cầm cái muỗng cái mình nóng. Cái muỗng nó chắc lắm, dày lắm, tới giờ vẫn còn, nó không có bị hư, nên móc bằng cái muỗng. Nói chung là có cái gì vật gì cứng, anh cứ móc rồi. Thế còn cái muỗng nhỏ xíu, cái muỗng loại mà hồi xưa, cái muỗng cũng là muỗng thiệt của Mỹ, nó mà muỗng hồi xưa để ăn kem, nhỏ xíu, bằng con tay út. Thì mà anh lết vô túi cái chồng nó mới móc được, nha, tại vì móc ngày nó đi sâu cũng dài lắm. Dài mấy trăm mét vậy, mấy trăm mét mới ra ngoài, thì móc thì cũng lạng qua lạng lại, mà con cái mấy ảnh này cái là mấy ảnh xuống dưới cái lòng đất mà mấy ảnh móc mà mấy ảnh biết cái tọa độ, tại vì khi vô móc hồi đó đâu có đèn đuốc sáng giống như gì các bạn, nó tối thui à, các bạn chung vô hầm vừa rồi không khí á, nó làm như nó bằng không khí à. Các bạn xuống lòng đất mình có mấy lần mình xuống sâu rồi mà nó kín, nó không có gió nó thoáng vô thì nó giống như bật không khí, thở cũng không được. Vậy mà lết vô trong này mấy trăm mét, mà có cái hay là mấy anh định hướng được cái miệng cái cửa mà đi ra đó, là anh đào lọt qua cái hàng rào luôn nha các bạn. Mà trong khi đó móc tôi thui, các bạn nghĩ đi, không có đèn đuốc gì có sao được, đâu phải như công trình bây giờ mà công khai đâu, chúng chui chúng nhủi mà đó. Thì mỗi lần anh móc cái miệng hầm khi làm mình ấy là làm việc đi, xong công việc á thì phải lấy cái đồ tấn cái miệng hầm lại, rồi cái lấy những cái lớp để ngụy trang đó, ngụy trang cái miệng hầm rồi mới đi lên đó, bắt đầu rồi chui vô móc tiếp. Thì thường khi móc chắc mình nghĩ là ban đêm hay là ban ngày, theo đúng ra là ban ngày đúng hơn, tại vì nếu mà móc ban đêm á thì cái dưới lòng đất á mà mình làm nó có cái tiếng động chó nó sủa, hoặc là dễ có cái cảm giác lắm, khuya nó vắng tịnh. Còn ban ngày thì nó ồn ào hơn, chắc mình không móc ban ngày trong cái thời gian mà đi cầu, đi vệ sinh á, thì móc một cái là bỏ vô cái túi đi cầu luôn, đi cầu xong rồi bỏ vô cái bồn cầu.
hay là bỏ vô cái thùng phân để chuyển ra ngoài. Cái nhà tù này thì cũng ít biết cái đường hầm này. Các bạn nhớ là cái đường hầm số 17, cái phòng số 17 nha, là đi xuống cái đường hầm. Là mình đi đây là mình đi ra ngoài luôn đó các bạn. Tại vì mấy anh móc cái đường hầm này, mấy ổng đi ra ngoài luôn. Cái đường hầm đó là đường hầm có thiệt từ hồi trước tới giờ còn lại. Còn cái đường đi của mình thì sửa chữa lại để làm cho... Cái anh lính gác ở trên cổng kia, kia kìa, đang đứng nhìn vô trong. Thì khi mà chốt nó lọt ra ngoài này thì mấy anh lính đâu hay đó, đứng bốn góc, đó bên kia một góc nữa đó. Thì hồi nãy chỗ cái nhà bếp hồi nãy mình đứng mình nhìn ở nhà, chỗ nhà cầu, nhà khí á. Đi toilet á thì nhà cái đường hầm móc cỡ trên 200m mới lọt qua được hết cái lối cổng gai này. Thì mấy anh định hướng được nha các bạn, nó tối tui à. Mà đi vô trong đó định hướng được móc hoài hoài cho nó lọt ra tới ngoài này. Tới thì cũng có vượt liền các bạn, trước khi vượt phải lên sắp xếp đàng hoàng hết thời gian nào mấy cái thằng lính nó đi họp hay là bữa đó đám tiệc hay lễ lộc gì đó, nó đi ăn nhậu rồi nó tỉnh say thì mới có cơ hội để chơi trốn ra ngoài được luôn. Mà thì trốn ra ngoài thì ra cái lối này đó, hồi nãy chỗ cái hầm hồi nãy thì ra lối này, còn cái này mình không tính, cái này cũng như là để xây để đi tham quan để biết nơi đó đây thì thoát ra được cái miệng hầm này đó. Nhưng mà khi mấy anh đào xong thì mấy anh cũng ngụy trang cái miệng hầm này cho nó kín rồi chứ không để phát hiện. Như chó này lắm, chó bạch kè nó phát hiện có cái mùi, mình thở mình ra cái mùi của mình cái là nó biết là nó sủa liền. Anh phải lập kính này. Thì đây là những người đã vượt ngục, vượt trại giam. Hai, mình tính luôn cả người dưới nha. Hai, còn người này đi không nổi luôn, vượt ra tới ngoài, móc được đất rồi đi ra tới ngoài thì không nổi phải kè. Là bốn, người kia cũng bị kè luôn là sáu. Còn hai người này còn mạnh khỏe là tám. Còn hai người này mạnh hơn, hai người này chắc dẫn đoàn là 10. Nhưng mà hồi trước á, thì mình nghe kể là không phải là 10 người nha các bạn, mà đi vượt ra là 8 người. Những người đó là những người có thật, người ta kể lại cho mình biết. Thì khi này, thì có nhiều người hết sức đi ra tới ngoài hết sức, chỉ có mấy anh này khỏe thôi. Anh này khỏe thôi. Còn anh này chắc nhìn cái mưu lược, trí lược hay hơn. Còn anh này thì cứ nhìn thấy cái sức khỏe. Nghe kể lại là những cái người nhân vật sống còn là 8 người. Thì khi đi ra, bắt đầu đi ra là mấy ảnh, thì bắt đầu mấy anh vượt ra là được 8 người. Thì bắt đầu hồi lúc đi ra thì nó cũng báo động là như bắn chết mấy người. Rồi còn sót lại mấy người chạy ra ngoài luôn. Thì đó, thì đây giống như mình là giống như là hồi đó là mình tù binh, ví dụ đi, mình tham quan tù binh, mình trốn được cái hầm mình đi ra ngoài. Thì ra ngoài này là hết rồi, mình thấy khỏe, nhẹ nhàng. Video đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Bye bye.